Và giờ phút này xin trân trọng cung thỉnh Thượng tọa Thích Hạnh Trí, Phó trưởng ban Kim Chánh Thư ký Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư vị phụ trách ban rước lễ, ngay giờ phút này chuẩn bị trang nghiêm pháp phục để cung thỉnh quý chư tôn trưởng lão hòa thượng trong ban thường trực Hội đồng Chứng minh, chư tôn giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức ban thường trực Hội đồng Trị sự và Hội đồng Trị sự các ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và tiếp đoán chư vị khách quý, lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc các cấp để quan lâm về nơi hội trường văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nơi tôn trí di ảnh của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để cử hành lễ tri niệm hướng về nơi tổ đình Viên Minh, thủ đô Hà Nội, để cung thỉnh nhục thân Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhập bảo táp tại cung viên tổ đình Viên Minh. Và giờ phút này, chúng con xin được tác bạch quý chư tôn giáo phẩm để cho buổi lễ tri niệm Đức Đệ Tam Pháp Chủ được trang nghiêm, cung thỉnh quý Ngài và chư vị y hậu như Pháp, để cho lễ tri niệm Đức Đệ Tam Pháp Chủ được diễn ra trang nghiêm và trọng thể. Chúng con xin tác bạch quý chư tôn đức, và chúng tôi xin được thông tri chư vị khách quý đến tham dự lễ tri niệm sáng hôm nay. Vì đại lễ tri niệm được trực tiếp nơi các điểm cầu của các giáo hội Phật giáo Việt Nam tại văn phòng Trung ương Giáo hội và các tỉnh thành phố, để cho truyền hình thực hiện trực tiếp lễ tri niệm một cách trang nghiêm. Xin chư tôn đức và quý liệt vị quan hỷ tắt chế độ điện thoại để cho buổi lễ được diễn ra một cách trang nghiêm. A Di Đà Phật. Chúng con tác bạch quý chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư tôn giáo phẩm nơi hàng ghế danh dự phía bên tay phải, nơi lễ đài nhìn ra, nơi hàng ghế đầu là cung thỉnh quý chư tôn trưởng lão hòa thượng, ban thường trực Hội đồng Chứng minh, thành viên Hội đồng Chứng minh và chư tôn giáo phẩm phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự và các phó chủ tịch Hội đồng Trị sự an tọa hàng ghế danh dự hàng đầu phía bên tay phải nơi lễ đài dòm ra, và những hàng ghế danh dự phía bên tay trái là dành cho chư vị khách quý, lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận các cấp đồng đến tham dự lễ tri niệm sáng hôm nay được an tọa. Và hàng ghế phía sau, bên tay trái và tay phải là chư tôn giáo phẩm ban thường trực Hội đồng Trị sự, trưởng và phó các ban viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng quang lâm an tọa.
Và chúng con cũng tác bạch quý chư tôn giáo phẩm hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thực hiện khuyến cáo của các cơ quan nhà nước cũng như cơ quan y tế để chúng ta tiếp tục phòng chống dịch COVID-19. Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm và đề nghị chư vị khách quý và các vị có mặt tham dự trong hội trường hôm nay xin hoan hỷ chúng ta thực hiện 5K và đeo khẩu trang dự lễ. Kính mong chư tôn đức và quý liệt vị hoan hỷ A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch quý chư tôn trưởng lão hòa thượng, ban thường trực hội đồng chứng minh, thành viên hội đồng chứng minh giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bái bạch chư tôn giáo phẩm, ban thường trực hội đồng trị sự, hội đồng trị sự các ban viện trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa chư vị khách quý, lãnh đạo đảng nhà nước, mặt trận tổ quốc các cấp, vào giờ phút này thể theo chương trình đại lễ tri niệm tưởng niệm công đức Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam được trang nghiêm tổ chức tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã đến giờ chính thức cử hành đại lễ. Thay mặt ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến của Đức Pháp Chủ, xin trân trọng cung thỉnh chư tôn giáo phẩm và trân trọng kính mời chư vị khách quý quan hỷ thân lâm để chính thức cử hành đại lễ tri niệm sáng hôm nay.
Và giờ phút này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được sự ủy nhiệm của quý chư tôn giáo phẩm ban tổ chức tang lễ chính thức điều khiển chương trình đại lễ tri niệm Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sáng hôm nay. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch chư tôn đức trưởng lão hòa thượng chứng minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư đại đức tăng. Kính thưa quý vị lãnh đạo, đại diện đảng, chính quyền các cấp. Lễ truy điệu Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin được phép bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn trưởng lão hòa thượng chứng minh, chư tôn đức tăng, đồng kính mời quý quan khách hoan hỷ khởi thân thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bì. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng khởi niệm. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca khách an tọa. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch chư tôn trưởng lão hòa thượng, ban thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức lãnh đạo ban thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ban viện và văn phòng hai trung ương, ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị lãnh đạo đại diện đảng, chính quyền, các đoàn thể và các ban ngành các cấp. Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Thích Phổ Tuệ, thế danh Bùi Văn Quý, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1917 tại thôn 5, xã Phùng Thiện, Tổng Bồ Hải, nay là thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Thân phụ là cụ ông Bùi Quang Oánh, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Thinh. Song thân đều là những Phật tử thuần thành kính tinh Tam Bảo. Hòa Thượng là người con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Ngài là một trong những bậc danh tăng hạt đức tiền nhân ở thế kỷ thứ 20, là bậc thạch trụ khả kính chốn Tòng Lâm, là bậc thầy tâm linh cao quý của tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, là ngọn hải đăng tỏa sáng luôn định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đi đúng phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Trải qua 105 năm hiện hữu cõi ta bà
với 85 năm hiện thân đại sĩ, Hòa Thượng đã làm tròn trách nhiệm của bậc xuất trần thượng sĩ trong tinh thần nhập thế cứu đời, luôn cống hiến trọn đời mình phục vụ cho đạo pháp và dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, giải phóng đất nước, thống nhất tổ quốc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phụng sự đạo pháp, trang nghiêm giáo hội trên tinh thần tục nhiệm truyền đăng, xiển dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, báo Phật ân đức. Nào ngờ chốn viên minh chăng lăng già cuốc bóng, nơi chùa láng thuyền bát nhã dừng trôi, xa la ngã bóng về cõi tình, u đàm rơi rụng hướng trời Tây. Hòa Thượng đã thuận thế vô thường, nhẹ gót quải dép về Tây, thâu thần viên tịch vào lúc 3:22 sáng ngày 21 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu tại tổ đình Viên Minh, chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Yên, thủ đô Hà Nội. Đức hạnh sáng ngời ánh thái dương, giang tay độ chúng thoát đau thương, nguyện tròn quả mãn liên hoa ngự, hoa đàm tuy rụng vẫn ngát hương. Để kính ngưỡng tri ân và tôn vinh công hạnh cao quý của Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Thích Phổ Tuệ, sáng nay, ngày 24 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu, trong giờ phút này, trời thủ đô thất chúng đệ tử kính cẩn tiễn đưa bậc mô phạm, đất Sài Thành tăng ni Phật tử ngậm ngùi bái biệt đấng chí tôn. Ban thường trực Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng phối hợp với Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể tăng ni thành kính hướng vọng về tổ đình Viên Minh, thủ đô Hà Nội, và đồng long trọng tổ chức lễ truy điệu Đức Đại Lão Hòa Thượng Phượng Phổ Hạ Tuệ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hội trường Thiền viện Quảng Đức, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý liệt vị, chương trình lễ truy điệu được tổ chức theo nội dung chính như sau: 1. Niệm Phật cầu gia bị. 2. Tuyên bố lý do. 3. Thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự. 4. Cung tuyên lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. 5. Nghi thức dâng hương tưởng niệm. 6. Phúc tưởng niệm Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 7. Tụng kinh cầu nguyện. 8. Lời cảm tạ của ban tổ chức lễ tang. 9. Hồi hướng và kết thúc. Đến chứng minh và tham dự lễ truy điệu Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Thích Phổ Tuệ, sáng hôm nay, thay mặt ban tổ chức lễ tang, chúng con thành kính cung đón và trân trọng kính giới thiệu về chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội. Ban tổ chức rất vinh dự được cung tiếp và kính trân trọng giới thiệu sự hiện diện quý báu của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Đức Hạ Nghiệp, Phó Pháp Chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Viên Minh,
Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Vô Sư Mi Chư Tai Chi, nguyên Hội trưởng Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Như Tính, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chư Tôn Thiện Đức, lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban tổ chức thành kính giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội, Phó Trưởng Ban Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự hiện diện quý báu của Chư Tôn Đức Hòa Thượng Trưởng Ban các Ban Viện Trung ương, Ban Thư ký và Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Ban tổ chức xin được trân trọng kính giới thiệu chung cùng Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Về phía lãnh đạo chính quyền, Ban tổ chức rất vinh dự được chào đón và trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện quý báu của Ngài Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Lưu, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức Giáo phẩm, lãnh đạo đại diện Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thư ký và Văn phòng 2 Trung ương, Chư Tôn Đức Giáo phẩm, các trưởng Ban Viện Trung ương Giáo hội, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni đồng tham dự. Ban tổ chức xin được trân trọng kính giới thiệu chung và sự hiện diện của quý lãnh đạo đại diện phái đoàn cùng các thành viên đại diện Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Dân vận thành phố, Ban Tôn giáo thành phố cùng các phái đoàn đại diện đảng bộ chính quyền cũng đến tham dự trong đại lễ sáng hôm nay. Về phía báo đài, Ban tổ chức nhận thấy có kinh truyền hình An Viên và kinh Phật sự online Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại diện các báo, báo Giác Ngộ, tạp chí Văn hóa Phật giáo, tạp chí Phật giáo Nguyên Thủy, tạp san Hoa Đàm và các trang điện tử Văn phòng 2 Trung ương, Giác Ngộ Online, Phật tử Việt Nam.net và các trang mạng khác đã đến và đưa tin trong buổi lễ truy điệu sáng hôm nay. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị quan khách cùng các vị Phật tử thân mến. Bậc hiền nhân đã đi vào dòng sự Phật, như hạt vàng cất cánh nhàn du. Sự nghiệp bao năm để lại chốn diêm phù, đã hiện thân người về nơi vô trụ. Trong giờ phút trang trọng này, Ban tổ chức thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
cung tuyên lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thịnh Hòa thượng. Chúng con kính cung thỉnh chư tôn trưởng lão hòa thượng cùng quý vị quan khách hoan hỷ đứng lên để lắng nghe lời của Trung ương Giáo hội. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời tưởng niệm Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng lão hòa thượng Thượng Tổ Hạ Tuệ Viên Tịch, ngày 21 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Lạc Bang Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn trưởng lão, hội đồng chứng minh, chư tôn đức tăng ni, hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng, quý ni trưởng, ni sư và chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý vị khách quý, đại diện cho đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Thưa đồng bào Phật tử và toàn thể nhân dân, trước khi cử hành nghi lễ cung tịnh tiễn Kim Quang Đức Pháp Chủ nhập Bảo Tháp, thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, chúng con thành kính xin dâng lên lời tưởng niệm. Kính bạch Giác Linh Ngài, trước khi cử hành nghi lễ cung tiễn Kim Quang Đức Pháp Chủ nhập Bảo Tháp, thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể tăng ni Phật tử trong và ngoài nước, chúng con thành kính xin dâng lên lời tưởng niệm. Kính bạch Giác Linh Ngài, trước đạo phong tôn kính của Ngài, tất cả từ ngữ tán dương của thế gian đều là vô nghĩa. Dẫu vậy, chúng con xin mượn ngôn từ thô thiển, ôn lại những công hạnh cao cả của Ngài để làm tấm gương tu tập cho hàng hậu học. Hơn trăm năm thác tích trần gia hoàng, Ngài đã thắp sáng tâm đăng bao thế hệ, từ thở đầm chân nhập đạo
Ngài một lòng tinh tấn tu hành, đèn trí tuệ Ngài thêm sáng tỏ. Ngài thường dạy, chùa to Phật lớn vẫn không quý bằng đạo vị thầy trò. Thầy trò tương tục mới là mạch sống của Phật môn. Từ khi nhận được di huấn của Thầy Tổ, Ngài nhất hướng giữ gìn, trùng hương hưng chốn tổ. Dù lúc gian nan cuốc đất trồng rau, trong hợp tác xã nông nghiệp, hay khi được giáo hội sư tôn ngôi vị pháp chủ tối cao, Ngài vẫn một lòng sống cảnh thanh bần thủ đạo. Trong trưởng thất đơn sơ với mái chùa cổ kính, dù thời tiết đổi thay, dù thế cuộc sai dần, Ngài vẫn nghiêm trang cốt cách thoát tục. Tai lần tràn hạt, miệng niệm Nam Mô, câu kinh vàng của Phật Tổ Tam Kinh, lời niệm Phật của Đức Pháp Chủ đã trở thành hơi thở của giáo hội. Truyền lưu mạng mạch Phật Pháp, Ngài đã âm thầm giữ gìn ngọn đèn trí tuệ của Đức Như Lai. Được tổ tổ tương truyền, khi tuổi cao sức yếu, đệ tử tứ chúng dân an, Ngài điều dạy nhất tâm niệm Phật. Thân giáo và khẩu giáo của Ngài đã sắp sáng thêm niềm tin chính pháp cho ba người con Phật. Đặc biệt, trước lúc từ bỏ quyển thân, lo lắng cho kỷ cương của giáo hội, Ngài ân cần chỉ dạy, chúng con thành lập hội đồng giám luật. Chúng con đã hoàn thành tâm nguyện cao cả của Đức Ngài. Đó là di sản vô giá Ngài để lại cho giáo hội Phật giáo Việt Nam hôm nay và mãi mãi về sau. Chúng con thiện nghĩ chỉ có những ngôn từ sau đây mới có thể tán dương trọn vẹn công hạnh cao cả của Ngài. Thiên hạ hữu đạt tôn tam, tước nhất, sĩ nhất, đức nhất, có nghĩa là cuộc đời đạo hạnh của Ngài đạt được ba điều mà thiên hạ ai cũng đều cúi đầu kính ngưỡng: ngôi vị cao nhất, tuổi thọ dài nhất, đức độ sáng nhất. Giờ đây, trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài hương trầm nguyện tỏa, toàn thể hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, toàn thể tăng ni và Phật tử, chúng con xin thành kính thắp nén hương lòng, cúng dường giác linh Ngài, kính nguyện giác linh Đức Pháp Chủ, bất vong nguyện lực tái hiện đàm hoa, phát triển đạo vàng, quang vinh họ Thích. Chúng con nguyện thực hiện di nguyện của Đức Ngài để xây dựng và phát triển ngôi nhà giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc. Ngưỡng nguyện giác linh Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Chủ Thùy Từ Chứng Giám. Nam Mô Việt Nam Phật Giáo Giáo Hội Chứng Minh Hội Đồng Đệ Tam Pháp Chủ Ma Sa Môn Tỳ Khưu Bồ Tát Giới Quý Thượng Phổ Hạ Tuệ Đạo Hiệu Phổ Thông Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Tọa Tiền Chứng Giám. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh.
Ban tổ chức xin thành kính tri ân phần cung tuyên tiểu sử của Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là phần nghi thức dâng hương tưởng niệm Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ban tổ chức kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng Giáo phẩm, đại diện Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, cùng kính mời quý vị đại diện chính quyền các cấp đối trước linh đài đồng thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội, Hòa Thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội, thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm. Đồng kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Việt Nam Phật giáo Giáo hội Chứng minh Hội đồng Đệ Tam Pháp Chủ Đại Lão Hòa Thượng Giác Linh Tác Đại Chứng Minh. Dường hạt an nhiên nhập niết bàn, ngàn thu vắng bóng thành phố Hồ Chí Minh, thất chúng đệ tử cùng mười phương Phật tử quốc dân đồng bào, vân tập thiền viện Quảng Đức
văn phòng hải trung ương giáo hội kính thành làm lễ truy niệm cung tống kim quang đức đệ tam pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam nhập bảo tháp. Giờ này đại vàng hóa rải đành báo hương dân bốn chúng ân cần một lòng bái thỉnh cũng như Nam Mô Việt Nam Phật giáo giáo hội chứng minh hội đồng đệ tam pháp chủ viên minh đường thượng phương trưởng Ma Sa Môn Tỳ Kheo Bồ Tát giới pháp huy thượng phổ hạ tuệ đại lão hòa thượng tấn viên tịch giác linh thiền tòa tác đại chứng minh phục nguyện trên nào cửu liên sáng soi đưa xuống trong nhà tam bảo hóa rải rước về độ sanh còn nhớ lời thề tiếp chúng chưa quên ý nguyện tái lại thì lại nguyện nước nhà lạc nghiệp thanh bình dân tộc văn minh tiến bộ mất còn được độ lão thiếu bình an thế xuất thế gian đều thành Phật đạo Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát Nhất Tâm Đảnh Lễ Tùng Lâm Ngôi Trưởng Lão Giáo Hội Bậc Đạo Sư duyên độ sanh một mảnh thuyền từ cơ hóa đạo nửa câu pháp ngữ Nam Mô Viên Minh Đường Thượng Ma Sa Môn Tỳ Kheo Bồ Tát giới pháp huy thượng phổ hạ tuệ đại lão hòa thượng tấn viên tịch giác linh tâm đảnh lễ sắc là không đâu khác sanh với tự tự như dạo chơi vườn trúc kết bè từ khơi ngọn đèn thiền soi pháp tịch Nam Mô Viên Minh Đường Thượng Ma Sa Môn Tỳ Kheo Bồ Tát giới pháp huy thượng phổ hạ tuệ đại lão hòa thượng tấn viên tịch giác linh thiền tòa nhất tâm đảnh lễ non thần người viên đảnh ruộng phước đẹp tăng bào niết bàn tự tại mặc tiêu giao linh tòa huy hoàng sinh quang giáng Nam Mô Viên Minh Đường Thượng Ma
Sa Môn Tỳ Kheo Bồ Tát giới. Pháp Huy Thượng Phổ Hạ Tuệ Đại Lão Hòa Thượng Tăng Viên Tịch Giác Linh Thiền Tòa. Bậc Đống Lương một phút xa lìa, ngôi Long Tượng nghìn thu cách biệt. Phút tưởng niệm để kính ngưỡng tri ân và tôn vinh công hạnh cao quý của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm đã trôi qua. Chức chúng con thành kính chư tôn thiền đức và kính mời các quý vị khách quý trở về an tọa. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo là lời cảm tạ của ban tổ chức. Chúng con thành Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt cho ban tổ chức lễ tang dâng lời cảm tạ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trưởng lão Hòa thượng Thượng Đức Hạ Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Hội đồng Trị sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa quý vị khách quý, thưa ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cùng quý vị khách quý, đại diện Đảng, Chánh quyền Thành phố Hồ Chí Minh và phường Võ Thị Sáu sở tại. Kính thưa Chư Tôn Đức, Ban Trị sự Phật giáo Thành phố, Chư Tôn Đức, Tăng Ni, các Ban Trị sự Phật giáo, các quận huyện, cùng toàn thể Tăng Ni, các tự viện, thưa liệt quý vị. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Viên Minh Chùa Ráng, xã Quán Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Do niên cao lập trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 3 giờ 22 phút ngày 21 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 16 tháng 9 năm Tân Sửu, trụ thế 105 năm Hà Lạp, 85 năm, để tưởng nhớ công lao to lớn của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với Đạo Pháp và dân tộc. Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang theo nghi thức cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyết định tổ chức lễ tri điều tưởng niệm và lễ nhập bảo tháp Đức Pháp Chủ theo hình thức trực tiếp đối với Tăng Ni trên địa bàn thành phố Hà Nội và trực tuyến tới trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, tới các chùa, cơ sở tự viện cả nước trong cùng thời gian 9 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2021 nhằm ngày 19 tháng 9 năm Tân Sửu. Lễ tri niệm Đức Đại Lão Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Văn phòng Hải Trung ương Giáo hội Thiền viện Quảng Đức, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã sắp viên mãn. Thay lời ban tổ chức, chân thành cảm tạ và tri ân chư vị Hòa thượng, Phó Pháp chủ, Chư Tôn Giáo phẩm, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng Hai Trung ương Giáo hội, các ban viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức và các quận huyện. Phân ban Ni giới Trung ương, Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban giám hiệu và Tăng Ni Trường Cao Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, Ban giáo thọ và Tăng Ni Giảng sinh lớp đào tạo cao trung cấp giảng sư, Ban chủ nhiệm các lớp sơ cấp Phật học và Chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện, chân thành cảm ơn quý vị
phái đoàn, văn phòng trung ương đảng, văn phòng đại biểu quốc hội, ban dân vận trung ương, ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, ban tôn giáo chính phủ, các bộ ngành trung ương tại phía Nam, thành ủy, hội đồng nhân dân, ban dân vận, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, sở nội vụ, ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh, quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, phòng nội vụ và ban ngành đoàn thể quận 3 và các quận huyện, đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ban ngành phường sở tại. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và vị phái đoàn đại diện tôn giáo bạn cùng nhiều phái đoàn đã đến viếng tang lễ Đại lão Hòa thượng và ký sổ tang lưu niệm. Chân thành cảm ơn quý phóng viên báo đài truyền hình truyền thanh trung ương thành phố Hồ Chí Minh, báo Giác Ngộ, báo điện tử Phật Sự Online đã đến ghi nhận và đưa tin về tang lễ của Đại lão Hòa thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội. Chân thành cảm ơn các cơ quan chánh quyền, mặt trận, ngành an ninh thành phố Hồ Chí Minh, quận 3 và phường Võ Thị Sáu đã tạo điều kiện thuận lợi và hết lòng hỗ trợ cho Trung ương Giáo hội hoàn thành công tác tổ chức tang lễ. Lễ tri niệm Đại lão Hòa thượng được thành tựu viên mãn. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm tạ và tri ân đến các đoàn thể liệt quý vị, kính chúc liệt quý vị thân tâm thường an lạc, thành tựu các ý nguyện, vạn sự các tường như ý. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Ban tổ chức thành kính tri ân phần cảm tạ của Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị quan khách đại diện đảng chính quyền các cấp. Chỉ còn vài phút nữa thôi là tại Tổ đình Viên Minh, thủ đô Hà Nội, nơi tôn trí kim quang của Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đạo hiệu Thích Phổ Tuệ sẽ được nhập bảo tháp vào giờ này để đạo tràng trang nghiêm và chờ đợi nghi thức cung tống kim quang của Đức Đại lão Hòa thượng Pháp Chủ nhập bảo tháp. Ban tổ chức chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức và kính mời quý vị đại diện chính quyền các cấp hoan hỷ ngồi an tọa tại chỗ để niệm Phật. Và sau khi ở Tổ đình Viên Minh chính thức cử hành cung tiễn kim quang của Đức Pháp Chủ nhập bảo tháp, cung thỉnh một lần nữa chư tôn thiền đức tăng và kính mời quý đại biểu sẽ đứng lên hướng về lễ đài để tiếp tục niệm Phật cho đến khi kim quang của Đức Pháp Chủ nhập bảo tháp. Trong giờ phút trang trọng này, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Ban Nghi lễ Trung ương, thay mặt cho Ban Nghi lễ Trung ương điều hành chính thức nghi thức niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Chúng con xin ngồi tại chỗ và để hướng về lễ đài. Mâu Phật, A Di Đà Phật. Vậy thì chúng con một lần nữa xin ban tổ chức hoan hỷ là sẽ di dời ghế chúng ta xoay chuyển về hướng lễ đài.
Sau đó cung thỉnh chư tôn thiền tức và quý quan khách ngồi an tọa cho đến khi mà màn hình hiện lên cái việc ghi thức cung tiễn kim quang của Đức Hòa Thượng nhập bảo tháp, chúng ta mới đứng lên để chúng ta tiếp tục niệm Phật A Di Đà Phật. Phật đạo sinh hoạt của Đức Pháp Chủ Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, vị giáo phẩm đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Bao nhiêu năm tu hành, bấy nhiêu năm Ngài nghiêm trì giới luật, khiêm cung, giản đơn, chẳng nghĩ cho mình mà hết lòng vì chúng sinh. Tâm con người từ bi, đức hạnh, thế là tâm Phật. Thì cũng tại cái tâm ấy thôi, chả có ai trông thấy nó đâu đâu. Nó cũng là gọi là cái ý thức tư tưởng. Tu là như thế, để gạt lọc đi những cái gì là cái vấn đục, cái gì là cái gây lên đau khổ cho mình, cho người, rồi cho đến muôn vạn kiếp cả, cũng là ở tâm ấy. Mà đi lên cảnh giới an lạc hòa bình cũng cái tâm ấy. Đấy. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là hai chữ thiện ác, trân vọng, nhiễm tình. Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh Bùi Văn Quý, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1917 tại thôn 5, xã Phùng Thiện, Tổng Bông Hải, nay là thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Xuất gia khi mới 5 tuổi, Ngài dành cả cuộc đời cho tu tập, góp sức làm tốt đời đẹp đạo, với sự nghiệp trước tác rất đồ sộ, có giá trị to lớn. Ngài từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trong các cấp giáo hội qua các thời kỳ như trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tây,
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội, Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Những đóng góp cho Đạo Pháp và dân tộc của Đại Lão Hòa Thượng được Giáo hội và Nhà nước trân trọng ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng tuyên dương công đức của Giáo hội. Ngài rất quan tâm đến biên soạn, dịch thuật và trước tác các tác phẩm về Phật học ở Việt Nam, khi dành cả cuộc đời để biên soạn Đại Từ Điển Phật Học, Chú Giảng Kinh Lăng Nghiêm, Đề Cương Kinh Pháp Hoa, Kinh Bách Dụ, Phật Tổ Tam Kinh, Phật Học là Tuệ Học, Kinh Di Đà Viên Trung Sao, Bát Nhã Dư Âm, các bộ luật Tỷ Khiêu, luật Tỷ Khiêu Ni Lược Ký. Ngoài những tác phẩm biên soạn, dịch thuật và trước tác về Phật học nêu trên, Đại Lão Hòa Thượng cũng sáng tác nhiều bài thơ đường luật theo thể Thất Ngôn Bát Cú, để sách tiến hàng hậu học trong các khóa an cư kết hạ. Đặc biệt, đạo hạnh của Ngài luôn là tấm gương sáng để bao thế hệ tăng ni, Phật tử nương theo, mà nổi bật trong đó là lối sống thanh bần, giản dị. Nơi Tổ đình Viên Minh, ngôi chùa làng vùng nông thôn huyện Phú Xuyên những ngày gian khó, Đại Lão Hòa Thượng cùng các đệ tử vẫn tự cày cấy, trồng trọt, chăm lo đời sống, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày mà không làm thì một ngày không ăn. Bởi vậy, mọi công việc chấp tác của nhà chùa, Ngài vẫn tự tay thực hiện. Có lẽ vì thế, người dân quanh vùng đã quen với hình ảnh một sư già xuống ruộng, dù đã ở độ tuổi 87. Trong quan hệ thầy trò, Đại Lão Hòa Thượng vừa là người thầy, vừa là người cha, luôn đồng hành, hướng dẫn chúng đệ tử trong mọi sinh hoạt. Chính xin. Bây giờ người ta đang thi mãi.